và nó chia thành là ăn mòn nhiệt hóa. Tóm tắt, tóm tắt lại đấy, trên hai cái, một cái ăn mòn hóa học, một cái ăn mòn nhiệt hóa. Ăn mòn hóa học thì cần nhớ là do tác nhân là electron truyền trực tiếp cho môi trường, truyền trực tiếp cho môi trường tương đương với môi trường có tính của siêu âm mạnh. Ví dụ như là Fe vào HCl thì Fe là mòn, đấy là mòn hóa. Ăn mòn điện hóa thì cần nhớ có ba điều kiện. Điều kiện của ăn mòn điện hóa có ba điều kiện. Một này là hai điện cực khác nhau về bản chất. Một là hai điện cực khác nhau về bản chất. Hai là tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp. Tiếp xúc trực hoặc gián tiếp với nhau. Ba là nó phải ở trong môi trường dung dịch chất điện ly, và trong môi trường chất điện ly nó chuẩn hơn. Thì ba cái điều kiện này quan trọng nhất. Hai điều kiện khác nhau là bản chất thì nó có thể là kim loại tiếp xúc với kim loại, hoặc là kim loại tiếp xúc với phi kim. Khi mà tiếp xúc với kim loại thì ví dụ như kẽm, cái sắt để miếng kẽm gắn vào bề mặt của thép ở đầu vỉ, đúng không? Đấy, tiếp xúc trực tiếp với nhau. Thế thì ở đây mình phải xác định được anốt và cathốt. Ở trong pin điện hóa hay là ăn mòn điện hóa chính là pin điện hóa. Thì nó tính ra là anh nào có đi khử mạnh hơn cho này kẽm và sắt thì là kẽm có đi khử mạnh hơn là sắt, đúng không? Và bỏ được kẽm có đi khử mạnh hơn là sắt nên dẫn đến một điều là nó sẽ là anốt. Thằng nào tính cử mạnh hơn thì nó là anốt, và thằng còn lại là thằng cathốt. Thằng nào tính cử mạnh hơn thì là đường âm, thằng nào tính cử yếu hơn là đường dương. Tương tự như vậy thì với thằng kim loại là phi kim. Kim loại phi kim ví dụ như là sắt và carbon. Thì ở đây sắt của chúng ta có tính cử mạnh hơn là carbon, vì đây là một thằng kim loại, đây là thằng phi kim. Thì kim loại lúc nào cũng có tính cử mạnh hơn là phi kim. Thế thì kim loại có tính cử mạnh hơn thì thằng sắt này nó sẽ đóng vai trò là anốt. Cực âm, carbon đó vai trò là cathốt và cực dương. Những cái này nó hay đi nhá. Còn chống ăn mòn thế nào, có các phương pháp. Phương pháp đầu tiên là phương pháp bảo vệ bề mặt, là chúng ta là sử dụng sơn, lui, dầu để ngăn cách cái chất cần được bảo vệ, kim loại cần được bảo vệ với lại môi trường xung quanh. Cách thứ hai là cách sử dụng anốt hy sinh, ví dụ như là gắn kẽm vào có tác hại cho các bạn. Và cái mà anh thì nhiều nhất đó là cái điều kiện mình nắm vậy đấy, hàng đa số là không hay thì à, nhớ lên cái gì gì ạ? Anh ơi chơi không anốt luôn xảy ra quá trình oxy hóa, và cathốt thì luôn xảy ra quá trình. Cái đấy không bao giờ sai. Thế thì dĩ nhiên là trong cái quá trình này thì người ta sẽ nói hỏi có rất nhiều thứ, tính oxy hóa, tính khử, chất oxy hóa, chất khử, quá trình oxy hóa, quá trình khử, sự oxy hóa, sự khử, chất bị oxy hóa, chất bị khử. Thì như vậy nếu mà nói như vậy sẽ là chúng ta bị rối đầu. Thế thì chúng ta có là khử cho O nhận, cho nhận electron, hoặc khử tăng O giảm, tăng giảm số oxy hóa. Cái điều này nó luôn đúng với ạ, tính với chất thì trùng với nhau. Còn quá trình sự bị thì ngược tính chất. Có nghĩa chất khử thì nó sẽ giống với lại quá trình oxy hóa, còn lại chất oxy hóa thì nó sẽ giống với lại quá trình khử. Đây một bài lưu ý chúng ta về cái phần cái bài mà ăn mòn kim loại, cái bài lý thuyết rất hay chết ở một phần này luôn.
ta làm xong hết phần đại cương này rồi thì mọi thứ kiến thức chúng ta sẽ giải không còn khó khăn nữa. Thế là buổi sau khi chúng ta giải phần tám buổi sáu này chỉ bằng phần sáu thôi. Bắt đầu em hiểu các kiến trúc của em, các kiến trúc của em chơi rồi, không, chụp bản lại, liên lưu đi là không hết rồi. Đi nhỉ? Ok, bây giờ mình mở sách đây nhé. Thảo Liên mới đến thì có ở ừ, nhìn trong sách của bạn bạn. Linh, cái Linh chào học, cái trường Linh đi, Linh học.